Phantom.com xin ơi chứ các bạn. Một cảng sau nối dài của Seville 1 này. Thị trường 1 nha các vị. À bên shop Hàn. Bên shop Hàn lại 1 nha các vị nha. Mình được kiểm hàng trước khi nhận nha các vợ. Mình hài lòng thì mình nhận hàng. Nếu mà không hài lòng được trả hàng và không mất một đồng phí nha các vị.